Dạng sáng ngày 30 tháng 7 năm 2024, tay vợt nữ số 1 Việt Nam người đất tổ Nguyễn Thùy Linh đã có trận gia quân ấn tượng trong khuôn khổ vòng bảng nội dung cầu lông đơn nữ Olympic Paris 2024. Với phong độ đỉnh cao, Nguyễn Thùy Linh đã gặp không nhiều khó khăn để đánh bại Tiffany Ho, hạng 81 thế giới của Australia với tỷ số áp đảo 2 0 216 214 chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Thùy Linh hiện đứng thứ 26 trên bảng thứ bậc đơn nữ thế giới. Cô sẽ đánh trận tiếp theo vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 gặp tay vợt người Mỹ gốc Trung Quốc đang đứng thứ 11 thế giới. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam đang rất kỳ vọng Thúy Linh sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa và giành được kết quả tốt nhất tại Olympic Paris 2024.